Hoài quá trời này. Hoài đẹp quá. Quá trời mùa bông này. Trời ơi, cái bụi này nó to quá. Nay ra bông, bông ra to. Ôi ôi các bạn nhìn nè, bốn bụi bông mà một ôm luôn. Đẩy cái xe luôn này. Nhánh nào, nhánh vàng hay nhánh đỏ? Rồi. Cây vàng này cho chị ơi. Nè, chịu cây này không? Cái này đúng không? Rồi. Cây này với cây nào nữa? Màu cam phải không? Chị hết bông nào chị cứ rồi, cây này ha. Dạ rồi. Hơi bị đắt không ạ? Tại nãy nó dính á, dày rửa không sao hết trơn á. Chị ba ơi, bó hai bữa này cho em, bác chín bó giùm con. Cái này phải không? Một bó 10.000 đúng không? Rồi, đúng rồi, một bó nhà 10.000 thôi. Hai bó 20.000. Dạ rồi, qua đó lấy giùm em nha. Cảm ơn chị. Dạ rồi. Hàng đậu đi con. Dạ. Lại lấy một nhỏ rồi đó. Bà ơi, con không có tiền lẻ rồi. Chị, bà có giấy 200 không cho em thao đổi với? Cho em đổi với. Rồi, đi qua đó bó giùm em nha. Để con xíu con đổi tiền cho bà nha. Dạ. Mua hoa đi mấy cô ơi. Dạ, bác Chính có tiền lẻ. Chị ơi, ở đây có rồi. Cảm ơn chị, dạ. Nè bà ơi, con hới lên bà 180.000 nha bà. Con cảm ơn. Dạ 10.000 bụi em ơi. Bà lấy một bó phải không bà? Nè chị ơi, 10.000. Buộc lại cho cô. Mua hoa đi cô ơi, 10.000 nhánh rồi cô. Mày vô cô ơi. Mới nhổ ra xong luôn á. Dạ, mới nhổ ra luôn. Dạ, của cô bên đây. Dạ, một bụi. Một bụi đó, một bụi là cây đó. Bên đây bán rẻ. Của cô 10.000 thôi. Đúng không bà? Dạ. Mày vô, mày vô. Dạ, bắt bự bự không bà cô? Dạ rồi. Đưa bông màu vàng cho bà. Bông này bự ghê luôn nè. Thích bông màu vàng, lấy bông màu vàng lên chị. Dạ. Mới nhổ luôn, đất không à. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Mua bông đi mấy cô ơi. 10.000 nhánh. Cô đẹp lắm á. Cây cho nó sao nó vậy? Tại con nhận chuyển lên đây á. Non quá đó chị. Là nó gãy chút xíu. Tại con xả nhiều quá cô. Cái này bà bỏ. Cái này bà bỏ cái màu vàng này nè bà bỏ. Bỏ bự bự không? Mãi nhớ, mãi nhớ. 10.000 nhánh chị ơi, mua bông đi chị. Đó. Ừ, nghe bông nhiều đó. Ừ, đó. Rồi. Nhanh tay lẹ chân lên. Bà là như ý rồi. Lấy thêm này đi cô ha. Lấy thêm đi cô. Rồi, lấy thêm thấy này ha. Dạ hai cây. Dạ hai cây. Lấy cây đi ha. Rồi. Rồi cô qua lựa bông kia đi. Đây, đó, thoải mái, ngăn cầm cây đó cho cô nha. Dạ, mãi vô đi mấy cô ơi. 10.000 10 ngàn. Gãy. Ở đây má. Con mấy bụi. Tại vận chuyển từ ngoài đồng. Dạ, nó hơi gãy chút. Gãy chút. Gãy chút. Gãy chút. Gãy chút. Dạ. Nó vô nhắc cho bác ba đi. Mua bông đi mấy cô ơi. Vô lửa đi cô. Vô lửa đi cô. Cái này đẹp nè. Về cắt không sao chân cô, bỏ vô trong bình mà. Cái này. Hai nhánh nó đẹp đó bà.
bông mà lựa ra ơi. Đẹp. Rồi, báo nhìn con cái đó. Mua bông đi cô. Nhảy bông mà đựng vỏ ra. Màu cam đẹp lắm. Cắm thôi, thôi 30. Rồi. Mẹ cứ cắm được cái dạ, rồi. Dạ con. Cắm hả? Từ từ giờ mới biết con cắm. Dạ con thấy thiệt. Dạ, vậy hả cô? Mua bông đi cô, lựa đi cô. Nó gãy chút xíu, tại con nhập chuyển xa. 10.000 nhánh à. Dạ, mày vô, mày vô. Hoa đây, hoa đây. Hoa dạng thở đây. Cảm ơn ạ. Cảm ơn cô. Dạ 10.000 cây á chị. 10.000, 10.000. Đây, 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 đây. Đây, đây con lấy này cho. Rồi, rồi. Lấy ở trên xuống đi. Lấy ở trên xuống. Lấy ở trên xuống. Đẹp lắm á chị. Rồi, rồi, rồi. Đây, đây con lấy này cho cô lựa nè. Con lấy này cho cô lựa nè. Con dẹp bông ra nha. Làm nó nhìn hết trơn nè, thả nó dở. Nhẹ nhẹ tay với nó thôi. Nè qua đây nè cô. Cô. Đây, đây, đây. Ừ, đây đây. Ờ, đèn quá trời đèn luôn cô ơi. Dẹp bông. Ngăn lấy cho cô lên nha. Đây, đây, cô. Cái dính này nè. Cô. Để con kéo lên cho. Nhẹ thôi, nâng niu, nâng niu. Cái đó nhánh hay gì ạ? Dạ đúng rồi, thêm luôn đi, ba nhánh đi, đẹp. Dạ. Rồi. Có bông đỏ. Bông xinh không ạ? Dạ con mới nhổ. Mới nhổ lên luôn, mới nhổ lên luôn. Bông đỏ này được cái bông bự như tôi coi, cái bông đỏ này cũng đẹp nè. Cho biết để cho ăn cho chàng đỏ. Nhỏ quá. À. Cô ơi, cái dính màu vàng này đẹp quá. Rồi rồi, cô đợi con tí xíu nha. Cái này được không? Đây. Dạ bông màu cam nó chỉ như vậy thôi à. Cô ơi con thấy nhánh đó đẹp rồi đó. Dạ. Hồi không dạ. Rồi bó này cũng đẹp nè, có ai lấy bó này không? Dạ con cảm ơn cô. Cô ơi rút kỹ bông á cô ơi. Dạ 10.000. Cái này ha, rồi đưa đây cái này rồi. Thấy không, lấy cái đó không? Lựa cái nào dưới không, đem lấy cho anh chờ. Rồi. Cái này hay cái đó, là cái đó. Ê, chứ dạ cái gì vậy? Đây, anh dở lên cái xe nha. À, lấy cái này đi. Rồi đi. Bó cho em đi. Tại nó giòn quá hả? Cái chị dầm luôn á hả? Chị không? Chị ba ơi, bó cho người ta chị ba ơi. Đem lấy lên cho chị coi. Tại vì nãy giờ chất nó dưới á. Nè chị, cái này đem khoan lấy cái này cho chị nè. Cái này sao? Nó, cái này đẹp nè. Lấy ở dưới lên, ở trên xuống đi. Dạ. Lựa bông đi cô. Này không? Này không? Màu vàng ha. Màu vàng ơi. Màu vàng đúng không? Đây, rồi vàng lên. Màu vàng cho chị kìa. Màu vàng cái này đẹp nè. Đẹp. Nhân ơi kiếm cái bó bông vàng nào nhiều bông đưa qua đây cho tôi cái. Đây nè, vàng nè. Nè chị Tiên ơi. Đấy tôi đưa vàng tắt muối cho nè. Đây. Trên xe còn bông không chị ba? Hết rồi. Đây. Bác bông cho tôi kiếm này tiếp sao đẹp đó. Dạ. Bây giờ đẹp hết. Dạ. Thôi 80, cảm ơn nha chị. $10,000 bó hả? $10,000 mua đi chú ơi. Dạ tại vì nó vận chuyển xa, cô không cảm thì cô về cô cắt là được hết trơn, không có sao hết trơn cô. Ê, cái này cũng muốn sẵn bán lại không? Dạ không chú ạ. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn ạ. À. Khi nào có dịp con cho chú hay nha. Rồi. Nó thủng chứ. Dạ. Nè, đây nữa nè. Nè chị ba ơi. Mua bông đi mấy cô mấy chú ơi. Trời sao cái này gãy hết trơn vậy cô? Dạ, có gãy hết trơn rồi. Mua bông đi cô ơi, 10.000 nhánh nè cô, mua về cúng đi cô. Mày vô nha. Dạ,
Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn. Hôm nay là mùng 3 Tết đó, thì mấy chị em tụi mình cùng với lại mẹ chị An có một ít bông ở nhà trồng đó, các bạn có nhớ không? Nhưng mà tới hôm nay thì nó mới nở đẹp và bự á, nên là mấy chị em mình mới có thể đem bán. Thì mỗi một nhánh hoa như vậy mình chỉ bán với giá là 10.000 đồng thôi cho các cô, các chú, về chưng Tết nè, rồi cúng trong những cái ngày Tết nha. Thì có ai mà Tết đó cần những cái bông dạng thọ đẹp như thế này á, thì nhớ liên hệ với mấy chị em tụi mình nha, để mấy chị em tụi mình đem lên bán cho mọi người để mà cúng dâng lên cho ông bà trong những cái ngày Tết. Dạ. 10.000 mãi vô, mãi vô. 10.000 mấy cô mấy chú ơi, nhanh chân ghé lại gian hàng của con. Rồi rồi, để em 10.000 cô ơi, mãi vô. Ông ơi, ghé lại đi ông. Ghé lại ông ơi. Ôi, người ta thích bông màu vàng quá, anh ta lấy bông màu vàng hết trơn rồi, còn bông màu cam thôi. Dạ. Dạ rồi, có liền. Ôi, đập bông, đập bông. Thợ tắm nha, thợ như 80. Đẹp, đẹp mà cô. Bà Chín, mua nhiều đi bà Chín. Tiếp bông bông nữa kìa. Rồi, hai bó đi hen, cảm ơn. Ủa Nhân, cái này Nhân ơi, cái này có ai mua không? Không, cũng thơm như lắm luôn. Bông này mới nhỏ vô. Gì vậy? Giá 20.000. Rồi gửi ra đó đi, chút lấy. Được rồi, để phía sau đi, để luôn. Rồi, con cảm ơn. Thôi, bán đắt quá. Mua bông đi mấy con ơi. Cái bó là trước rồi. Dạ, nó bị gãy á. Mua bông đi con ơi. Dạ không, không có hư. Chị thấy cái gãy nè. Còn đắt không tụi em, còn đắt không nè. Dạ. Vậy con lấy bữa khác cho cô nha. Bên kia nhiều lắm. Đây cô xem bông. Nó gãy dữ vậy, nó đừng gãy á. Nãy giờ nó bị hơi bị gãy nhiều một chút. Con lấy lên rồi cô xem cái bụi nào cô cũng cho cô lấy cái bụi cho cô nha. Đây. Cái này đẹp. Dạ. Bụi một ha. Rồi ngăn bó lại cho cô giùm tôi cách. Của cô 10.000 thôi ạ. Rồi con cảm ơn cô. Mua bông đi chị ơi, mua bông đi mấy cô ơi. Này, gửi cho cô, con cảm ơn nha. Mua bông đi em ơi, 10.000 một nhánh thôi. Mua hết màu vàng hay màu cam để chị lấy cho. Màu cam. Màu cam ha, rồi. Bây giờ để lấy lên bụi nào nhiều bông. Bụi đó nhiều bông nó hơi gãy một chút á. Bây giờ bù thêm cho em một nhánh này nữa đi được không? Ha, bù thêm ha, nó hơi gãy, bù thêm nhánh nhỏ nữa. Ha, lấy bông đó ha. Rồi chị cảm ơn. Chị mua bông đi. Chị kêu. Bông đẹp quá. Bông đẹp lắm luôn á, mua bông đi. Đẹp lắm luôn á. Thích màu nào, màu cam đi. Giờ này màu cam đẹp nè. Để em lấy lên cho. Hai bụi nó đẹp. Đó cái bông đó. Chị ha. Rồi đây của em trai nha. Cảm ơn cưng. 10.000. Mấy bộ vậy? Chị con cháu. Chị kêu. Nhiêu đây 20.000. Rồi. Ủa? 30.000. Ủa? Nhiêu đây là 20. Cái này lấy đi. Rồi 20 ha. Rồi thôi tính 20 thôi. Dạ rồi. Rồi em cảm ơn nha, đợi xíu bó lại qua đó lấy giùm em nha. Ôi giờ này nó nè, không người ta lựa cái nó bị gãy thêm mớ luôn. Ôi thật là gãy quá đi, xin lỗi mẹ ha. Ui cái bó này đẹp quá trời luôn, khách sao mình phải chỉ cái bó này mới được đó. Dạ mới nhỏ thầy sớm vậy. Mua hai đi mấy con mấy chú ơi.
hôm nay chợ Tết ấy, nhưng mà vẫn còn trong mùng là mùng 3, nên là các bạn thấy đó, mọi người thưa thớt đi á, người mua thì cũng ít mà người bán cũng ít luôn. Chủ yếu là những ngày này á, thì người ta thường là đi ăn Tết hết rồi, với lại sum họp gia đình đó thì ít ai ra chợ nhiều, giống như là bữa mà hai chim tụi mình bán gà lắm, bữa nay thì vắng hơn. Mua bông đi chị, 10.000 nhánh, mua về cúng đi. Đẹp quá. Đẹp lắm á, có 10.000 nhánh nè. Mày vô, mày vô. Nhẹ tay mới nắm được, có mấy cô lựa mới có nắm cái đầu. Ừ. Nó hơi mềm mềm. Dễ gãy. Mong manh dễ gãy. Cái mông gãy đó đó mình cắm vô trong mấy cái ly nước nhỏ để bạn Thiên. Mua bông đi mấy cô ơi. Mấy cô mấy chú ơi, 10.000. Thấy giờ gụm mà bà chín ha. Nhẹ tay với nó lắm luôn á. Bả sốc qua nhá. Cô ơi, 10.000 nhánh nè cô. Ôi ơi, cái nhánh này đẹp. Ôi, cái nhánh đó. Ôi, hết sức đã rồi. Mua bông đi chị ơi. Mua bông đi chị. Ai hên lấy được nhánh đó. Nhánh đó bằng nhánh gửi. Ừ, bự. Dạ. Mua bông đi mấy cô mấy chú ơi. Mày vô. Lấy được nhánh rồi anh ơi. Chú. Ờ lấy được nhánh rồi. Nhánh đó là tuyệt vời luôn á. Hai nhánh cũng đủ rồi, hết lên trên bàn thờ. Còn nhánh hôm nay là ai dù hôm nay cúng cao máu bỏng bạ nè, cho mua nhánh một là cũng đủ rồi. Đây con tiền mình cần. Rồi đây. Con cảm ơn. Buộc không? Rồi. Rồi buộc lại giùm luôn đi. Không có giấy báo. Mua bông đi bà ơi. Bông đi bà. 10.000. Bà hết màu cam hay màu vàng? Màu cam hay màu vàng bà. Bông có 10.000 một buổi thôi. Cái vàng đi, cái vàng, cái đỏ là hai cái. À, cái vàng, cái đỏ. Để bông 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 cho bà. Để ra sau đi nha, cái đó để ra sau. Đấy không chị? Cô, bà. Này được không bà? Cái này à? Dạ đúng rồi, đó đó bà chính. Đây chị con bó lại cho bà ơi. Đây chị con bó lại cho bà. Dạ dạ. Thì chị ba ơi bó lại. Mua bông đi chị. Gì? 10.000 nhánh hay gì? 10.000 nhánh hả? Dạ. 10.000. Ủa bà kia bà dặn mua 10.000, mua nhánh nào vậy chợ? Như hết màu cam. Không biết cô đó hết màu cam hay là màu tao cái muốn chụp đây nè. Trời ơi, tao dở cái này lên kìa. Dạ rồi, để con dở lên. Cái bà nha. Cảm ơn bà nhiều. Cảm ơn chị. Bốn con mình đây. Của chưa đây, cái nhánh này bự nè cô. Ủa mà nó gãy lắm trơn rồi, biết là gì ta cúng thôi cha ba. Dạ không, đâu có gãy, gãy có một nhánh rồi qua, đâu có gãy nhiều đâu. Gãy bông có mấy nhiều. Bó này nhiều bông lắm luôn á. Gãy lắm trơn à. Vì sao chưa ta cúng cái chậu á. À, dạ. Thì cô. Còn cái đó thì sao ạ? Dạ, 10.000 thôi. Lấy 2 cây, lấy 2 cây. Lấy 1 cây mặt vàng, cây mặt đỏ này. Ủa cái này bó lại được không? Dạ được, dạ được. Cái nào nữa không ạ? Không, ta gửi một cái 10.000. Rồi, rồi. Nhánh này cho cô 10.000 đi chị. Rồi để con thấy tiền lại nha. Dạ rồi rồi rồi. Dạ rồi, con cảm ơn. Chạy lớn đỡ lấy giùm em luôn rồi chị. Giờ bớt đi mất tiêu rồi ông nội. Chút lại lấy. Cái kia gì kia lấy rồi. Mua bông đi chị, 10.000 nhánh à. Giờ lên. Cái này của chị đó lấy. Dạ. Chị, bà hết cái này không chị? Chưa, cái này nè, nó gãy một chút xíu ở bên đây à, nhưng mà nó rất là đẹp luôn nè. Nó gãy mấy cái này nè, cắm ở ngoài bình á. Cắm ở ngoài cái gì nè ta? À, bạn Thiên á, còn như là chị cắm trong bình ở trên, nó gãy có mấy cái à. Em có gì mình? Giá 10.000. Cái này giờ chị viết ra là chị cắm đủ một bình nhỏ rồi. Đúng rồi. Chị vô đưa một bình to là nó hình ra là chị đẹp lắm. Đúng rồi. Cái này lấy bó đó đi. Mở ra là rồi, đẹp lấy lên cho. Rồi. Cái này cái hướng gì đẹp nha.
cái này nữa. Cái này ha. Rồi. Hai bó. Dạ rồi, con cảm ơn. 10.000 bó mua đi mấy cô. Mẹ mẹ lấy tiền con mẹ. Đây 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 đây. Một bó hả chị? Một bó chị ạ. Bữa nay một bó. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Vậy đó hả? Quá nhỏ mà con, quá nhỏ mà gì ơi, biết còn thịnh gì đó. Nhỏ tư đẹp. Máy nhổ ra thì luôn. Máy ngoài đồng vận chuyển vô nó hơi gãy nè, chứ con này đẹp lắm luôn. Cảm ơn chị. Cô. Ôi ơi, bông bự không kìa cô. Cô thích cái đó rồi. Không có bự không đó cô. Cái này còn đẹp quá. Rồi, cái bó bông hết sức nha. Bó bông nó đẹp quá. Mua bông đi mấy cô ơi. Dạ đúng rồi. Hồi nãy có chị nắm cái đầu dở lên. Tôi từng bán bông nằm có nhiều bà nhưng lại lựa bông thấy ghét. Đây chị con bó này cho cô. Cô đưa con bó này cho cô. Của cô ba 30.000. Rồi đúng rồi ha cô. Con cảm ơn cô. Mua bông đi mấy cô ơi, 10.000 nhánh rồi mấy cô. Cô bán bông nữa hả cô? Bán bông Đà Lạt không mà bây giờ cha con cháu nó về quá đông rồi, dâu nó về nó không cho bán bông. Nghĩ bán bông dạ. Rồi. Cảm ơn cô. Cô. Dạ, cảm ơn cô. Bán mua mai bán đắt nha. Cảm ơn cô. Cô. À, làm chuyện may mắn nha. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Mua bông đi mấy cô ơi, 10.000 nhánh thôi mấy cô ơi. Mãi vô, mãi vô. Cô phía sau lửa đó đó nha. Cô lửa này con như là đang bán cái bệnh. Rồi, xíu cô qua. Chạy qua mua. Ừ. Để nhìn lên. Chúc cô qua là hôm nay là mình là độc nhất luôn á. Ừ, có mình nên mình bán bông à. Bán bông. Ngon lên. Cái nào bông bự. À chích châu chú lấy màu vàng màu đỏ hả chú? Màu vàng. Lửa lửa. Đây chị ba ơi, hết 90. Giá 10.000. Còn ít quá thì đắp vô cho chú một miếng nữa nha. Tháo cái bông đẹp nè mẹ. Dạ bông nè. Dạ bông mà cô, 10.000 nhánh à. Mua đi cô, mua đi bà. Nhánh vàng, nhánh đỏ hay. Dạ. Cô nhìn nhánh này xem. Rồi, nào cũng được. Rồi. Cô ơi, cô bó không? Cô bó cho. 40. Bó hả? Cây một. Nè, cây vàng, cây đỏ đi con. Nè, cây đỏ nó đẹp quá chừng luôn nè cô. Rồi, cô đợi con xíu con bó lại cho cô nhé. Tại này đi bán bông nữa rồi. Thì ăn tặng cho cô cái này luôn đi nha. Nó rớt ra nè. Rồi con cảm ơn. Tặng cho cô một tí đi. Tại vì của cô nó hơi ít bông. 10.000 nữa con. Ờ à, con quên. Dạ con cảm ơn. Cái nào cứng cái này vậy chờ. Cái nào cô muốn màu vàng hay màu đỏ cô? Màu cam. Cái này đó chị. Vàng hay cam? Cam hay vàng? Cái cây vàng cây cam. Rồi cây vàng cây cam. Cây đó đẹp mà sao nó gãy vậy? Cô biết sao không? Con dặn chị nó cái cô ơi. Cô có cái bông này là cô tắm tiệm thi đó cô. Đẹp mà ít bông. Nè nhắc cho cô. Quá trời bông luôn. Cái này mà dựng lại nhìn tốt hơn thì vàng. Quá nhiều luôn. Đâu cây nào nữa cây, cây đỏ nữa cây. Mấy cây đỏ cây. Đâu mà ủa vậy? Hoa bẻ ơi, 10.000. Này mấy cái này đem bụi thi đắp không? Vậy. Cái này đúng không chị? Cái này bẻ nhóc hết trơn vậy.
Sao mấy bông đẹp đẹp vậy chứ? Con buồn lắm tại vì nó bị đè. Đè á. Này được không? Đẹp đẹp vậy chứ. Con cũng ngủ nữa mà con không biết phải làm sao luôn. Này đi. Đẩy hai bông. À mày nó bông này đẹp đẩy luôn. Mười ngàn thôi, lấy 70.000 thôi. Cô lấy đó đi cô. Con thêm cho cô nhánh 10.000 thôi cô. Tại nó gãy rồi. Con cũng không muốn đâu nhưng mà gãy ổn đẹp. Không, cái này nó gãy rồi bé ơi. Nè cô, con thêm cô nhánh này 10.000 thôi. Đợi bác chín cái tiền cái hết tiền rồi. Không đủ luôn, không đủ luôn. Cắm là lựa cho tao cái một cái bụi mà đừng có gãy cắm. Cái nào nó cũng gãy hết trơn rồi ta. Bác chín ơi, bên đó có nhánh cam nào không gãy không cho con nhánh này. Màu cam á, màu cam hả? Cũng gãy nữa. Vậy thôi, nó cũng gãy nữa. Con cũng biết phải làm sao nữa. Nó về bông đầu gãy bỏ. Dạ. Không, bông đầu gãy đem ra bạn Thiên cúng. Nó mang rẻ cho. Tại mình cắm vô chậu. Đúng rồi. 480. Đợi con xíu nha. Có bó nào cho cô? Ngăn kiếm một nhánh cam không gãy cho cô nha. Một nhánh cam không gãy hả? 20.000. Hai nhánh. Dì Thủy cắm vô trong máy á, nên là kiếm nhánh không gãy cho dì á. Gãy không? Cái bộ này đi ít bông ít mà đừng gãy được rồi. Cái này thì nó hơi thụ. Lấy cái này cho cô. Cái này về con khóa mua thuốc. Cái này ra là cái này nó mà cắm vô là nó bị đi. Hút cái chân này. Nó hoài hậu như vậy à. Cô rồi 480 của ai ạ? Bỏ thảo đi tao. Dạ đếm lại giùm con coi đủ chưa nha. Giá 10.000 nhánh ạ. Con cảm ơn. Con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn ạ. Giá 10.000 chị ơi. Giờ này nó hay khúc sao rồi, có gì con bán rẻ cho cô mua đi cô. Cô mua đi cô, con bù cho. Cô mua đi con bù cho. Mua đi con bù cho. Hai bó đi rồi. Rồi có mấy cây nó gãy ổn quá. Cái này to quá chừng luôn nè cô. Cô đây. Cái chân đó cô về cô giết nó ra cô, tại vì nói chứ mà cô cắm chậu cái này nó hơi bị nó hơi cô bông đi cô. Cô bông đi chị. Em mới rõ nữa đây. Rồi chưa mua ạ? À? Cứ lấy đi ạ, à. Nó hơi gãy một chút, có gì em bán rẻ cho, em bán rẻ cho. Tiếc cái là nó bị gãy hết mấy cây. Chị, bà qua bên kia, bên chỗ bác Chính á. Bác Chính ơi, kiếm bông cam không gãy cho chị vậy đó, chị chéo hồng á. Tiếc quá nó bị gãy. Bỏ trăm tán, tặng cho chị một cây nữa đi. Mua đi chị, có gì em tặng cho. Cái chị này một cái không có đi. 180 hả? Không có 100. Cái cô ta nó gãy. Chẳng hạn chạy chạy có lấy rồi cho cổ. 180 rồi, 180. Không có tiền lẻ chị, đợi bác Chính giùm cái. Đợi với 100 đi, hay với 100 đi. Không có ai dặn. Chị lấy chị nghe nhưng mà chưa trả tiền. Đúng rồi, hay cái này nè, hay cái này nè. Rồi đúng rồi đó. Dạ rồi con cảm ơn. Dạ cũng thiếu nha chị, trả tiền khác hai bó vậy tiền. Không có chị cái ngay. Hai bó của chị là hai bó à. Hai bó này không của chị không? Không, bên đây nè. Rồi, đợi xíu. Mấy bó chị, hai bó hả? Rồi lại 30. Có dây buộc hả? Dạ có. Có dây. 180 là của ai ạ? À? Đây, nè 20. 180. Của chị mấy. Cảm ơn chị. Thôi em lấy chị. Rồi em bán rẻ cho. 15.000 thôi ha, bán rẻ cho. 16.000 được không? Hết tiền lẻ rồi. Hết trơn ngày thiệt luôn á. Cảm ơn chị. Tại vì á con nhận chuyện á. Mấy cái nào nguyện thì cô cắm vô ấy, còn mấy nào nó gãy cô cắm vô chung đi. Nghe con bán rẻ cho. Chút xíu con bù cho cô nha. Bán rẻ cho. Hai cái que này đã gãy rồi nè. Hai này nãy giờ không ai lấy trơn, nó gãy rồi. Chị đẹp lắm.
chịu khó chiến lên trên cho mẹ. Gãy là bù túi nha. Dạ, bù. Chắc chắn là sẽ bù. Mua đi bù trắng. Ngang ngang thay nhánh nó đi ngang. Đây đây con bù trắng. Trời ơi. Đắp không đây. Hai nhánh 15.000, hai nhánh 15.000, khúc cuối, khúc cuối. Hai nhánh 15.000 thôi, nó gãy nhiều quá. Rồi giờ này 5.000 đâu ta? Dạ, em, ôi có giấy 5.000 đưa con đi cô. Con đổi đi cô. Đó, được rồi đó. Con cảm ơn. Dạ rồi, tặng luôn. Hả? Tặng chạy nhớ xíu. Đây 15.000 nè. Lẩu rồi đó nha. Mãi vô. Hai bó 15.000 bà con ơi. Hai bó 15.000. Chị làm ơn. Cái giọt nước. Trời ơi quần con nè. Đó đi. Chửi vô đi. Mua đi cô đẹp. Hai bó 15.000 cô mã và ba đẹp hơn con nữa. Cô mua đi cô. Đẹp không? Dạ đẹp. Dạ đẹp. Hết sĩ luôn. Cô đẹp, 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 đẹp cô. Đẹp cô đẹp quá trời. Cái nào cô? Hai cây 15 hả? Dạ. Mua hai cây đó đi cô. Cô lựa thêm bông cam đi. Trời ơi sao mà nó gớt ra thành như thế này hết rồi ta. Có cầm dây dây đi cô. Mẹ tháo tiền. Dạ. Chị ba ơi kiếm hai giấy 10.000 cho em với. Mẹ cho cô có tiền lẻ không cô? Hai bó 15.000 á chị. Trời con. Trời cô có 15.000 luôn kìa, cô cho cô xin. Đổi rồi, đổi rồi Ngân ơi, đổi rồi. Đưa tâm giấy nha. Con lỡ đổi rồi. Lỡ đổi rồi, thôi đổi đi. Lỡ đổi rồi, đổi được nha. Đổi hết rồi mẹ. Cảm ơn. Rồi, con cảm ơn cô. Hai bó 15.000 thôi chị. Rồi, hai bó. Rồi. Có tiền lẻ không chị? Với 20 cũng được. Rồi, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn chị. Cô Bông đi cô chú ơi. Dạ còn có vài bó nữa à. Ngày hôm nay thì ba chị em tụi mình cùng với lại mẹ của chị An á, có đi lên chợ để mà bán bông trong cái ngày mùng 3 Tết đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để đếm thôi coi là được bao nhiêu tiền nha. Mình còn một ít nữa thôi là hết rồi. Có ai ghé chợ Thành Hòa thì nhớ mua ủng hộ nha. Mười, 100, 200. Quá trời nhiều tiền rồi. 780.000. Mình còn lại một ít nữa thôi là hết rồi. Mình sẽ tiếp tục bán để mà cho các cô chú sau lại mua tiếp nha. Video thì cũng đã rất là dài luôn rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi ba chị em tụi mình cùng với lại bác Chính đi bán bông nha. Nếu mà thích thì nhớ like, đăng ký để ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.